Các bạn, mình đang có mặt tại Villa Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và đây là phòng thử phim của Villa Shop. Thì như đã hứa, hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm cái khả năng trình chiếu hình ảnh của cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD5555W. Thì đây là cái chiếc máy chiếu có khả năng hỗ trợ phát cả Blu-ray 3D ISO. Cho nên mình sẽ lần lượt tiến hành mở những cái định dạng phim để xem coi cái khả năng trình chiếu hình ảnh trên màn chiếu của cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD5555W này như thế nào. Thì việc trải nghiệm cái chất lượng trình phát hình ảnh của cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD5555W này thông qua những cái video thì không thể nào phản ánh hết được chất lượng thực tế của cái chiếc máy chiếu. Cho nên để có những trải nghiệm tốt hơn, chất lượng hơn thì mời bạn đến Villa Shop để có thể trải nghiệm khả năng xem phim trên cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD5555W này một cách tốt nhất. You think you know the truth about him? You know nothing. His father was Zeus. The Zeus. King of the gods. His mother? Alcmene. A mortal woman. Rồi, mình sẽ mở thêm một bộ phim khác nữa. Để xem coi cái khả năng phát của nó như thế nào. Transformer. Bây giờ mình sẽ phát đến cái định dạng khó nhất, đó là cái định dạng Blu-ray 3D ISO, để xem coi cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD5555W này nó có hỗ trợ phát hay không, trình phát hình ảnh trên màn chiếu hay không. Đó, như các bạn đã thấy thì cái chiếc máy chiếu nó tự động
chọn lại cái độ phân giải của màn hình. Đó, như vừa thấy thì nó đã hiển thị 3D, nó hỗ trợ hiển thị 3D rất là tốt. Thì như mình đã nói qua những cái video này, nó không thể hiện được hết những cái chất lượng khi trình phát hình ảnh cũng như là phim ảnh qua cái chiếc máy chiếu ViewSonic BCD 5555W để có những trải nghiệm tốt nhất. Và bạn đến Villa Shop tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 để có những cái sự trải nghiệm của bản thân một cách tốt nhất.